chư thánh có nhận được phước hồi hướng không? Tôi hồi hướng cho các vị ấy chứng đắc thánh đạo thánh quả. Sớm có ý nghĩa không? Hai cái này khác nhau. Chư thánh thì các ngài không có nhận phước hồi hướng, bởi vì các ngài đã giải thoát rồi, các ngài nhận chi nữa. Nhưng mà quý vị khi hồi hướng, khi mà quý vị nhớ đến các vị thánh thì mình được cái phước do mình có cái lòng lành khi mình nghĩ về các vị thánh. Chứ còn bản thân các vị đó thì không có nhận. Rồi hồi hướng cho các vị ấy chứng đắc thánh đạo thánh quả sớm có ý nghĩa gì không? Các vị ấy chư thánh đã chứng thánh rồi thì làm gì còn có chuyện chứng thánh nữa. Thành ra sư không hiểu, hay là người này muốn hỏi là bây giờ mình là phàm, mình hồi hướng cho cái người phàm nào đó mong cho họ sớm chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì bản thân cái điều mong mỏi đó nó cũng là lòng lành. Nhưng mà cái việc tu chứng là bản thân người đó phải tu chứng, chứ không phải là mình chúc cho anh sớm chứng đắc đạo quả thì anh thì cái người đó là họ sẽ sớm chứng đắc đạo quả, thì không phải. Đức Thế Tôn á, khi ngài xác nhận, hoặc chúng ta gọi là thọ ký, ngài xác nhận một người nào đó sẽ chứng đắc đạo quả thì không phải là người đó chứng đắc do Đức Thế Tôn thọ ký, mà bởi vì Đức Thế Tôn thấy được người đó chắc chắn sẽ chứng đắc đạo quả, cho nên ngài làm một việc là ngài xác nhận điều mà người đó mong mỏi sẽ thành tựu. Nó giống như một cái anh học sinh đi làm bài kiểm tra, thì sau khi làm kiểm tra về nộp bài rồi đó, đem cái đáp án về hỏi thầy, thì thầy nhìn, thầy xác nhận là con làm cái này thì con sẽ được 8 điểm, được 9 điểm hoặc được 10 điểm. Thì ông thầy là ông xác nhận điều đó, là thì một chừng một tháng sau nó có cái kết quả đem ra, nó chồn thầy hay quá, cái này là nhờ thầy thọ ký cho nên là con mới được điểm này, phải không? Không phải, ông thầy chỉ xác nhận thôi là con làm bài như thế này là con sẽ được bấy nhiêu điểm. Phân biệt ha, việc Đức Thế Tôn thọ ký cũng y chang vậy.